bí quyết may và có thể bạn chưa biết. Biết được những mẹo này, bạn không cần phải đi đến thợ may để sửa đồ nữa. 1. Nếu tay áo len quá dài thì không cần phải cắt đi đâu, chỉ việc khâu lại như video hướng dẫn là được. Cách này có thể áp dụng được cho tất cả các loại tay áo. 2. Nếu quần quá dài thì không cần phải săn ống quần lên đâu. Cách làm sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền khi ra tiệm đấy. 3. Cổ áo quá rộng. Bốn, lưng quần quá rộng.